Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bà Trà Góp thuộc quyền sở hữu của Đại Phát Anh Lộc. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chiếc loa 4 tấc đôi, một trong những loa 4 tấc đôi bán chạy nhất tại công ty của mình hiện nay. Đó chính là chiếc loa của Jagumax với tên model là Pro 1100X. Vậy thì tại sao chiếc loa này lại bán chạy nhất tại công ty của mình thì bắt đầu video thôi. Đầu tiên thì các bạn phải nhìn thấy vẻ bề ngoài này. Đó. Trap sẽ chia riêng và sẽ không được để trong mặt lưới cùng với bass. Cái này sẽ làm cho mặt của loa nổi bật hơn rất là nhiều. Sản phẩm này sẽ có hai màu là màu xám và màu vàng. Tuy nhiên ở đây thì mình chỉ có màu xám thôi. Và theo như số liệu mà mình nhìn được thì thường khách hàng sẽ mua màu vàng hơn. Tại màu vàng này rất là cổ điển và sang trọng. Ok. Vỏ ngoài của loa sẽ là bằng gỗ và sơn chống trầy. Đó. Con này thì mình đánh giá nó cũng khá là tốt. Chống trầy và chống thấm cũng ở mức được. Đó. Nó không chống được hoàn toàn 100% đâu, nên là các bạn phải nhớ là bảo quản thật là cẩn thận. Ok. Sản phẩm sẽ có chiều dài là 96cm, rộng 48cm và cao 81cm tính cả bánh xe. Đó. Trọng lượng sẽ là 60 cân, rất là nặng. Mà tuy nhiên đánh đổi với trọng lượng như vậy thì chất lượng của loa bass dẫn trap rất là tuyệt vời. Đó. Lát mình sẽ review cho các bạn nghe. Ok. Về mặt lưới này, lưới sẽ được làm bằng thép sơn tĩnh điện màu xám. Đó. Mình lại thích màu vàng hơn, tuy nhiên màu xám cũng khá là ổn rồi. Hai loa bass 4 tấc côn 51 từ 150. Đó. Và bên trên hai loa trap kèn 450. Đó, cơ bản là như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ review nút các bạn nhá. Đầu tiên này, đây là cổng nguồn này. Đây là công tắc nguồn này. Cái này sẽ bao gồm cả sử dụng trong ắc quy lẫn sử dụng dòng điện xoay chiều các bạn nhá. AC in đấy các bạn. Đó. Mode này, con này sẽ có 3 chế độ. Một là Bluetooth, hai là radio và ba là sử dụng cổng line, cổng bông sen đấy các bạn. Là ở đây. Đó. Đây là lặp lại bài hát này. Tiếp tục phát và dừng, hai nút tua, replay và mic pre. Đó, cơ bản là như vậy. EQ mode. Cái này thì tùy thuộc vào sở thích của mỗi người thôi. Các bạn bật sao cho nó hợp với cái tai nghe của các bạn là được. Đó. Nó có 4 chế độ. Và có một cái hay của con này này, đó. Bo mạch bên trong sẽ sử dụng công nghệ Class D rất là hiện đại. Và khi mình trải nghiệm thì thực sự đúng là nó hiện đại thật. Đó. Phản hồi nút của nó rất là nhanh, cả các nút chế độ lẫn điều chỉnh âm cực kỳ nhanh. 4 cổng 6mm hỗ trợ cắm guitar hoặc sử dụng mic không dây. Cổng ắc quy này, cầu chì này và đây là vạch pin. Cơ bản là như vậy. Rồi mình sẽ đổi đến các nút chỉnh âm này. Con này nó sẽ sơn cùng một màu cam luôn, nên là mình sẽ lấy cái nút guitar voice là một dấu mốc. Đó. Mốc để chia riêng giữa phần nhạc và phần mic. Đây, ba phần này sẽ là phần nhạc này, âm lượng tổng của nhạc, trap, bass. Đó. Âm lượng tổng của mic này, mic trap, mic bass, echo, delay và reverb. Đó, một điểm cộng của con này là nó vẫn sẽ có reverb các bạn nhá. Lát mình sẽ test cho các bạn xem reverb nó là gì. Ok. Và về chỉnh âm sao cho hay thì làm sao? Cả về phần nhạc phần mic thì đơn giản sẽ ăn như này. Khi các bạn mua hàng, đội ngũ kỹ thuật bên bọn mình sẽ hỗ trợ các bạn cách chỉnh âm sao cho hay từ A đến Z. Ok. Giờ mình sẽ test mic và test nhạc và sau này hát một bài cho các bạn nghe. Bass mình sẽ để mức 3 giờ đi. Âm lượng tổng sẽ để mức 1 giờ. Giờ đây em sao nhớ đầy vui, mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mãi hôm nào lời trong nhau ban đầu, ai nỡ quên tình yêu. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu. Đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình bờ. Vì đã chót yêu rồi thì xin nghĩ đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi bao năm đã cách biệt, anh xa đi đất thiền. Thì dù xa xôi em nhớ rằng đêm tối sâu là hồn em mong lúc anh về đẹp tình nhau. Vài lời gửi cho em anh viết lên bài ca,
đi tìm một đêm mưa đến núi Bà Thành Hè, ngồi thức suốt canh dài thầm ký câu sương mây, lòng thương người đêm. Về phần mic này, con này lên tiếng rất là tốt nhưng đồng thời cũng để giữ được cho giọng của các bạn nó rất là thật, thật như giọng nói bình thường vậy. Đó. Và về phần nhạc thì sao? Có thể ở đây một số bạn hiểu nhầm là hai bát thì mức bát sẽ to hơn rất là nhiều, mà thực tế không phải như vậy. Nó sẽ to hơn tương đối thôi, nhưng mà bù lại thì cái độ tròn tiếng của bát thì nó hơn hẳn một bậc, nhiều bậc luôn. Đó. Mình nghĩ là sẽ là như vậy. Phần treble thì nó cũng thanh hơn tương đối đấy. Đó. Cơ bản thì mình sẽ đánh giá sản phẩm này là 9 trên 10 điểm. Rất đáng để các bạn tham khảo cũng như là mua. Là vậy. À, ok. Vậy thì khoản về phần bảo hành thì sao? Sản phẩm sẽ bảo hành trong vòng 12 tháng đối với bộ loa, 6 tháng phần ắc quy và 1 đổi 1 trong 15 ngày nếu như còn lỗi nhà sản xuất. Ok. Về phần chăm sóc khách hàng cũng như là hỗ trợ bảo hành, bọn mình sẽ làm hai phần đó trực tiếp tại nhà thuộc ba tỉnh thành thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An. Đó. Còn lại những tỉnh thành khác thì sẽ được tư vấn thông qua các trang mạng điện tử xã hội như là Facebook, Zalo hoặc là qua số điện thoại trực tiếp luôn. Ok. Vậy thì bây giờ các bạn cũng có thể comment xuống bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp cho bên bán trả góp để có thể biết được mức giá chính xác. Ok. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.